Ed è roba. Thế sạch đá bà. Vậy, hết đá.
nhầm mất một cân mực hay là thiếu mất của một người? Thật cái hương hôm nay như là 6 cân rưỡi để cộng nhầm 5 cân rưỡi. Thế là mình tao là thì cứ linh thì nó lại thiếu mất thôi. Tức là nó lại nhắn thêm một tôm nữa này. Thì ý lại nó lại nhắn một hộp tôm còn lại nhắn thêm cho con hùng mực. Nhưng mà nó bảo là mọi người ngoài đấy thế con bảo là nếu có mình nếu mà không lấy được con sẽ con đưa hai cân đưa nó hai cân mà nó đánh ăn thêm một cân tôm thì lại nhắn thêm một cân mực thế con bảo con lấy không chưa đang thiếu thế là không mọi người dành nhau lấy hết rồi. Con bảo nó luôn, nó không thêm rồi. Chứ không phải học đấy, để vậy nó đá không
À Ngân à Ngân. Ngân nó đánh chế anh ạ. Bây giờ mới về à, anh ơi. Em chào anh. Vâng, em chào anh. Chào rồi mà. Chào gì?
Em mời chứ. Đang dở. Linh thì nó lại đặt là
nó lại lấy thêm một cân tôm nữa thì nó lại bán cho mình một cân mực nữa.